thưa quý vị thì là trên đất nước hình chữ S của Việt Nam có rất nhiều những tài tử mà có thể đàn bằng miệng rất là giống. Tuy nhiên thì hôm nay tôi gặp được cái thầy này là thầy tôi cho rằng thầy là người giống nhất Việt Nam. Nên là bây giờ là tôi sẽ đàn xến cho thầy này, thầy đàn bằng miệng đoạn khúc Long Giang và hai câu vòng cổ 1-2. Thì tôi đàn xến thì lâu không đàn thì có gì anh chị em cùng theo dõi nhá. Đâu này. Xin kính chúc quý vị có một những ngày làm việc thật là vui vẻ bổ ích. Xin chân thành cảm ơn.